tạo thành mũi nhọn. Con dao găm này từng là cơn ác mộng của một hiệp sĩ. Đào sới, đất trở thành nghệ thuật với nghề làm đồ gốm cổ xưa. Phép màu của thợ mỏ, nhu cầu trang phục bảo hộ lao động đã sinh ra một biểu tượng thời trang. Lịch sử chế tác. Dao găm rondel, tức dao chắn tay tròn, là bạn thân nhất của sát thủ. Một cái nanh dài bằng thép, nó không cắt mà đâm xuyên qua. Vào thời các hiệp sĩ mặc giáp sắt, lưỡi dao mảnh chết người này có thể đâm được vào giữa các khớp của những mảnh giáp kim loại. Nếu không xuyên thủng giáp được thì hãy lách qua. Tôi là David Burris ở xưởng Zen Calorin. Dao rondel khởi đầu bằng việc nung một thanh thép dầu carbon dài 28cm trong một lò than truyền thống. Thép dầu carbon là rất quan trọng cho một lưỡi dao tốt vì nó có cạnh sắc tốt hơn. 28cm này sẽ được gò dài ra thành 35,5cm. David bắt đầu bằng mũi dao, rồi gõ ngược trở lại tới khi có được hình dạng thô. Tôi đã đọc tất cả những gì mình tìm được về lịch sử và tôi rất muốn tái tạo các đồ tạo tác có nguồn gốc từ các nền văn hóa cổ xưa. Giờ thì David xoay ngược lưỡi dao để nung phần chuôi, vốn sẽ được tra vào cán dao. Dao găm rondel có biệt hiệu là Misericor, bắt nguồn từ chữ tiếng Pháp là Merci, nhân từ. Con dao phổ biến này đã được dùng để mau chóng giết chết những người bị thương nặng một cách nhân từ. Khi đã xong phần chuôi, David trở lại phần lưỡi để gò các cạnh xiên. Hình dạng của dao rondel sẽ giống như hình thoi bốn mặt thon dài. Phần khó nhất khi làm dao rondel là tạo các mặt xiên cho chính xác, đảm bảo rằng phần sống nổi của hình thoi phải chạy dọc theo giữa lưỡi dao, và việc canh cho đều cả hai bên hơi khó khăn một chút. Khi các mặt xiên đã thành hình, David kẹp lưỡi dao vào mỏ cặp để rũa. Rồi ông trà cho nó thật láng và sáng bóng. Dao rondel có phần lưỡi sắc rất nhỏ, nhưng nó lại nằm ở ngay đầu mũi và sắc bén kinh khủng. Việc hoàn thiện này phải được làm trước khi nhiệt luyện, nếu không kim loại sẽ quá cứng không thể chà nhám được. Đây là bột than luyện thép. Đó là chất cách nhiệt cần thiết cho việc tôi thép chênh lệch. Lưỡi dao cần phải cứng ở các góc và mềm hơn ở các mặt phẳng nhằm đảm bảo sự cân bằng về độ cứng và độ mềm dẻo. Các khu vực được chết bột than luyện thép được ngăn cách khỏi sức nóng cực độ. Do vậy mới có thuật ngữ tôi thép chênh lệch. Vào thời Trung Cổ, không có bột than luyện thép. Thời đó, các thợ rèn dùng đất sét. Lưỡi dao đã sẵn sàng để nhiệt luyện, chuẩn bị kim loại cho việc tôi cứng cuối cùng. Lò nung đang ở mức 870 độ C. Ở nhiệt độ đó, sắt mất đi lực hút tử. David dùng một cục nam châm để kiểm tra tiến trình này. Nếu nó còn từ tính thì nó sẽ dính vào nam châm. Nếu tôi có thể kéo nó qua nam châm thì độ nóng của nó đã đủ. Nam châm chẳng có tác dụng. Đã tới lúc tôi thép, công đoạn nhạy cảm nhất. Lưỡi thép nóng được nhúng vào dầu. Nước sẽ làm nguội thép quá nhanh, khiến kim loại bị sốc và nứt gãy. Một tiếng tinh của kim loại hay lưỡi thép bị méo sẽ là các dấu hiệu thất bại. Nhưng lần tôi này đã thành công. Khi lưỡi thép đã nguội, lớp bột than được rũa bỏ. Rồi lưỡi dao được đánh bóng lần thứ hai.
Chẳng mất nhiều thời gian để nó sáng bóng trở lại. Tiếp theo là tới phần cán. Khi đã được kẹp chặt, khối gỗ được vạch dấu, rồi dùng cưa để khía rãnh. Đây sẽ là một gờ nổi quanh trục tâm. Dùng rũa để bắt đầu công đoạn tạo hình. Một hình nón được vót thon về phía lưỡi dao. Khi đã xong, David cưa nó khỏi khúc gỗ. Tiếp theo, các rondel vốn tạo nên cái tên cho con dao này được thêm vào. Rondel là chắn tay tròn gần lưỡi dao và miếng chắn tròn ở đuôi cán. Khi đã làm xong cán, tôi sẽ tra cán vào phần chuôi đã nung đỏ cho nó thật vừa khít và chắc chắn. Khi lưỡi dao đã nguội, David gắn cán dao vào. Trước tiên là chắn tay, rồi đến chắn đuôi. Được đánh giá cao về khả năng hạ gục đối thủ và kiểu dáng đẹp, dao rondel là một phụ kiện thời trang cho các thương nhân hoặc thợ thủ công ăn mặc đúng mốt thời đó. Các cán dao thường được làm từ những vật liệu đắt tiền như ngà voi và được chạm khắc lộng lẫy. David dùng búa đầu tròn gõ dẹt đầu chuôi thành đinh tán để chốt chặt tất cả vào với nhau. Vào thời Trung Cổ, trong một trận cận chiến giữa hai đối thủ được vũ trang đầy đủ, thì kiếm là vũ khí được tôn vinh. Đầu dao rondel thì sắc nhọn đến nỗi có thể đâm xuyên qua mắt xích của áo giáp. Sau đó lực đẩy sẽ làm đứt xích và con dao sẽ hoàn tất việc kết liễu cuối cùng. Một đầu mũi nhỏ nguy hiểm để hiểu được về những nền văn hóa đã biến mất từ lâu. Sự phân bố của các đồ tạo tác này khắp thế giới làm lộ ra những tuyến đường thương mại trong quá khứ. Đồ gốm là dấu vân tay của nền văn minh. Tôi là Josh Copas và tôi làm các đồ vật từ đất sét. Josh sẽ làm một cái ly bằng phương pháp rất truyền thống, sử dụng lò nung đốt củi và đất sét tự nhiên mà ông đào từ đất nhà mình. Tôi đã học nghề gốm ở trường nghệ thuật. Tôi nói, tôi nghĩ ta có thể đào đất sét dưới đất để làm các đồ vật. Và mọi người bảo tôi rằng, ồ không, ta không làm được việc đó nữa, trước đây thì được. Tôi liền trả lời, tôi không chắc là bạn nói đúng. Việc trộn đất sét với nước ngầm tạo ra độ chắc phù hợp. Đặc tính chủ yếu mà phần lớn mọi người thường tìm kiếm ở đất sét là độ dẻo, cũng chính là độ dính. Nên chỉ cần ta có thể vo đất sét thành sợi và uốn hai đầu chạm nhau thế này mà nó không nứt gãy là được. Đất sét được đưa về xưởng, nơi việc biến đổi nó bắt đầu. Josh đổ đất sét thô lên một cái bàn. Đất sét thô này phải được xử lý. Những viên đá được loại ra. Tiếp theo là xẻ bằng dây kẽm. Cắt đất sét thành từng miếng nhỏ để tách những cục đất dày ra. Sau 10 phút làm việc này, Josh nhào đất sét như nhào bột bằng một kỹ thuật gọi là lèn xoắn ốc. Việc này giúp cho hỗn hợp đất sét được chắc hơn. Sau đó, Josh cắt khối đất lớn thành các phần nhỏ. Những cục đất nhỏ được vo thành các viên tròn. Đất sét được chuẩn bị, đã sẵn sàng chuyển qua bàn xoay đạp chân. Bàn xoay là cách để tôi làm ly gốm.
Bàn đạp thủ công này làm xoay một bánh đà, tất cả được cấp lực từ bàn chân của Josh. Công việc của thợ gốm đã dễ dàng hơn nhờ sự phát triển của bàn xoay gốm ở vùng Ngưỡng Hà vào năm 3500 trước Công Nguyên. Tôi thích chuyển động của nó. Bàn xoay đạp chân có sự chuyển động và độ uyển chuyển mà bàn xoay điện không thể có được. Những bàn xoay đạp chân như thế này đã tồn tại suốt hàng ngàn năm qua. Một trong những thứ mà tôi làm trở lại là ly cốc. Nó có sự mộc mạc phổ biến. Các ngón tay của ông cải thiện hình dạng. Ông kẹp vào cạnh xiên nơi sẽ chạm vào môi người uống. Tiến trình từ một khối đất trở thành vật chứa hoàn tất chỉ sau vài phút. Sau khi cái ly cứng lại được một ngày, nó sẽ được đặt lên bàn xoay trở lại để gọt phần đáy. Một con rắn bằng đất sét được tạo ra để gắn cái ly vào bàn xoay. Cái ly được làm gần như hoàn toàn bằng tay. Josh chỉ dùng vài dụng cụ đơn giản cho việc tạo hình cuối cùng. Một dụng cụ đầu vòng loại bỏ vật liệu thừa để tạo thành vành chân đế. Vật liệu được gọt bỏ thêm nữa bên trong chân đế. Sau đó, Josh tinh chỉnh thành ly. Tiếp theo là trang trí. Josh nhúng ly vào một thứ nước áo tự làm bằng đất sét trắng lỏng. Nước áo sẽ phản ứng với lửa để tạo ra một nước men rõ ràng hơn. Josh tạo mẫu cho cái ly bằng cách quẹt các ngón tay dọc theo hỗn hợp màu sáng. Sau trang trí là tới màn cuối. Nung. Lịch sử đồ gốm bắt đầu với việc khám phá ra rằng sức nóng có thể biến đất sét thành đồ gốm, những vật cứng chắc và tồn tại lâu dài. Josh dùng một cái lò nung ba buồng dốc lên. Kiểu lò cổ của người Trung Quốc này được xây trên một cái dốc, hoạt động như một ống khói tự nhiên, đưa nhiệt qua các buồng. Ông đã tự tay xây cái lò nung đồ sộ này. Josh chỉ dùng củi làm nhiên liệu. Người ta xem củi như là thứ nhiên liệu thích hợp nhất để nung đồ gốm, vì nó là thứ nhiên liệu duy nhất thời đó. Việc này xảy ra trước khi người ta biết tới khí tự nhiên, than hay bất cứ chất đốt nào khác. Quy trình đốt củi không dành cho những người yếu tim. Đó là một sự gắng sức vất vả. Josh bỏ ra 3 ngày để chất hàng ngàn thanh củi vào lò. 3 ngày đốt lửa, rồi sau đó để đồ gốm bên trong nguội đi thêm 3 ngày nữa. Vì việc đó rất tốn công nên Josh chỉ đốt lò 4 lần một năm. Nhiệt độ của lò đã đạt tới mức đỉnh 1.300 độ C. Josh xem đồng hồ đo nhiệt độ, nhưng ông cũng lắng nghe ngọn lửa. Việc đốt cháy nhiên liệu có một yếu tố nghe thấy được, đó là tiếng lách tách lốp bốp. Khi những tiếng ấy nhỏ đi là tới lúc phải thêm nhiên liệu vào. Lò nung được châm thêm củi 2-5 phút một lần. Quá ít hoặc quá nhiều sức nóng đều có thể gây hậu quả đáng tiếc về sau. Việc nung gốm là một chuỗi rất dài cảm giác từ thất vọng chán trường cho tới cực kỳ hoan hỉ. Nó có thể tạo ra những thứ tệ hơn nhiều so với mong đợi, nhưng nó cũng có thể tạo ra những thứ tuyệt hơn nhiều so với những gì ta hình dung. Đó là những thứ mà chúng ta sống vì chúng. Sau nhiều ngày được nung lên và làm nguội, những cái ly được trà nhám để trông như thế này. Một phần thưởng xinh xắn cho hàng tuần làm việc. Mỗi chiếc ly mà Josh làm ra đã được khắc ghi trong lịch sử nghề thủ công. Người ta đã không ngừng làm đồ gốm. Đó là một trong những cách chủ yếu để ta hiểu về quá khứ. Đồ gốm đất sét giúp tự định hình nền văn minh. Gạch dành cho chỗ trú ẩn, chén đĩa để đựng thực phẩm và bình hũ để giữ cho cốt người chết. Đất sét đã rất thiết yếu đối với nhân loại. Mọi thứ đều phân hủy trừ đất sét. Chúng có thể bị vỡ nhưng không mục giữa. Đồ gốm là vĩnh cửu. Đây là thứ tôi làm. Nó định hình bản thân tôi. Lịch sử chế tác. Thời đầu, quần jean được tạo ra vào những năm 1870 từ vải cô tông dày dệt khít và được ghép đinh tán để làm trang phục bền chắc cho các thợ mỏ. Tới những năm 1930, quần jean được giới thiệu cho phụ nữ như là kiểu đồ thời trang phương Tây.
Vào những năm 1950, nó trở nên đồng nghĩa với tuổi trẻ nổi loạn nhờ James Dean và Marlon Brando. Quần jean đã dần trở thành trang phục bán chạy nhất mọi thời đại với khoảng 2 tỷ chiếc được bán ra hàng năm. Tôi là Anthony Lupesco và tôi may những chiếc quần jean tốt nhất thế giới. Tôi lớn lên trong một gia đình làm nghề may từ lâu đời. Và tôi nhớ khi mình còn bé đã thấy mọi người may thứ gì đó bằng tay và họ rất tự hào về những gì mình làm ra. Anthony bắt đầu bằng cách vạch mặt trước và mặt sau ống quần lên sát đường biên vải jean. Đó là hình thức ban đầu của vải jean. Nó được dệt trên khung dệt con thoi và sẽ tạo ra đường biên. Khi đặt khuôn mẫu lên vải, ta sẽ thấy hai ống quần nằm bên mép của đường may. Và như vậy, phần vải đó sẽ không bị sổ mép ra, nên chiếc quần sẽ bền hơn nhiều. Vì vậy, chúng tôi nhận sửa chữa suốt đời với quần jean mình bán ra. Khi Jacob Davis chế ra quần jean những năm 1870, nhưng lại cần tiền, ông đã đề nghị ông chủ cửa hàng Levi Strauss làm đối tác. Kiểu quần Levi's 501 biểu tượng ra đời năm 1890 và ngày nay vẫn còn phổ biến vì sự thoải mái và vừa vặn. Quần jean là trang phục dân chủ nhất còn tồn tại. Bất cứ ai từ các thợ đào vàng cho tới tổng giám đốc, mọi người đều mặc quần jean ít nhất một lần trong đời. Tất cả quần jean đều được may tay ở đây. Rosa Morales là một thợ may lành nghề, vốn đã làm việc ở xưởng may thủ công này kể từ khi các máy may bắt đầu hoạt động. Cô chuẩn bị các mảnh vải cắt bằng cách ủi cho thẳng những chỗ mà cuối cùng các đường may sẽ được ghép vào nhau. Việc ủi vải mang tính quyết định, nếu ta xếp các đường may cho thẳng và ủi cho chính xác thì ta sẽ có một cái quần đẹp. Những đường may của các túi quần được gấp lên một form mẫu bằng giấy sợi gai Manila trước khi ủi. Việc này giúp giữ chính xác hình dạng, chuẩn bị để may. Dùng chiếc máy may một kim, Rosa ghép mặt sau của chiếc quần. Khi Davis và Strauss làm quần jean hồi những năm 1870, họ đưa vải đã cắt sẵn cho những người có máy may để người ta ráp lại. Ở mặt sau của chiếc quần, chúng tôi phải may đô, tạo cho phần mông đẹp hơn. Đô sau là phần chữ V phía trên các túi sau. Ở mặt trái của chiếc quần jean, Rosa xử lý một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng, vạt cài nút. Vạt cài nút là một chi tiết nhỏ nhưng lại là phần tốn thời gian một cách buồn cười. Chúng tôi chỉ làm quần jean có vạt cài nút vì đó là kiểu truyền thống nhất. Các lỗ cài nút được may sẵn. Các nút sẽ được gắn vào sau. Các túi đồng hồ biểu tượng được may vào. Một cách khác để mô tả quần jean là quần dài 5 túi. Và đây là cái túi thứ 5, nên các túi đồng hồ rất quan trọng với quần jean. Chiếc túi nhỏ này đã được thêm vào quần jean Levi's vào cuối những năm 1800 vì các cowboy cần một chỗ để cất đồng hồ bỏ túi của mình. Tiếp theo, các phần trước và sau của chiếc quần được may vào nhau và phần biên vải chạy dọc theo chiều dài ống quần được ủi dẹt xuống. Tiếp theo, phần cặp quần được gắn vào. Phần trên cùng của quần jean là chỗ để điều chỉnh cho vừa. Mọi người luôn hỏi tại sao một chiếc quần short lại không bằng nửa giá quần dài. Đó là vì toàn bộ công việc đều tập trung vào khu vực phía trên. Việc tiếp theo là gia cố các điểm nhấn, trong đó có các con đỉa dây lưng bằng máy đánh bọ. Sau đó, Anthony đánh dấu vị trí các nút quần. Sau khi đã gắn nút thì bước đặc trưng là gắn thêm các đinh tán. Đây thực sự là thứ tạo nên chiếc quần jean. Các đinh tán được gắn ở những điểm nhấn của chiếc quần như các góc túi và đũng quần. Việc này giúp tránh xảy ra trường hợp rách toạc do các công việc chân tay mà chiếc quần này được thiết kế để chịu được. Các mẫu quặng thường sẽ phá hỏng các túi quần thợ mỏ mà Jacob Davis đã thiết kế cho họ.
Các đinh tán đã gia tăng độ bền trong nguyên mẫu quần jean của Levi's, một chi tiết mà Levi Strauss đã có bằng sáng chế. Với tôi, phần hài lòng nhất là khi nhận lại những chiếc quần jean để sửa và thấy được những chiếc quần của mình sau khi chúng đã được sử dụng. Có người yêu chúng và quý chúng đến nỗi gửi chúng về để sửa. Chúng tôi thấy thích điều đó. Những chiếc quần jean này được may bằng tay và có người yêu quý chúng, có người đã chú ý tới tất cả các chi tiết.